chị đứng kia. Đây lúc chị... nào cũng có mà. Ờ, chị chào chị mình đi đấy. Đây là hai đồng chí kia. Úi rồi. Úi rồi. Rất nguy hiểm. Đã úi rồi, là một thằng nó. Chán rồi. Đèn xanh rồi. Ờ, nhưng mà đúng là cái văn hóa chán nhỉ. Vâng. Kể cả hai phía. Đỏ đây nó cũng vô duyên đó. Đỏ đây nó hơi vô duyên. Quá là vô duyên luôn. Đã phân làn đây, để là lẽ phải chỗ đã phân làn như này thì là sẽ không được còn phép đỏ nữa. Phải không có ai đi qua trong này luôn nhé. Đúng rồi. Mà nếu chỉ có nhường đường cho người đi bộ thôi. Mà vừa xong cái động tác, vừa xong rất nguy hiểm. Cái cô kia mà nó ngã cái thì chết rồi.